Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu bước sang tháng 5, học sinh lớp 12 lại bắt đầu rầm rộ chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng trong cuộc đời. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 sẽ diễn ra sớm hơn so với các năm trước. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều điều chỉnh trong công tác tổ chức các kỳ thi. Để cung cấp kịp thời cho người dân và các em học sinh trên địa bàn tỉnh những điểm mới trong công tác tuyển sinh năm nay, chương trình Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời có mời tiến sĩ nhà giáo ưu tú Thái Huy Vinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An để cùng trao đổi về những vấn đề này. Trước hết một lần nữa lại cảm ơn thầy Thái Huy Vinh đã nhận lời mời trao đổi. Thưa tiến sĩ Thái Huy Vinh ạ, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 sẽ diễn ra vào tháng 6, sớm hơn so với các năm học trước. Vậy thì đề nghị thầy là cho biết những điểm mới trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và xét tuyển sinh đại học cao đẳng sư phạm năm nay có nhiều điểm mới cần lưu ý. Về công tác thi thì có 5 điểm mới. Điểm mới thứ nhất là mỗi tỉnh thành chỉ thành lập một cụm thi do Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với các trường đại học cao đẳng sư phạm do Bộ quy định. Cái mới thứ hai là ngoài môn ngữ văn còn tất cả các môn còn lại đều chuyển từ luận sang trắc nghiệm, kể cả môn toán, môn lịch sử, môn địa lý, và năm nay có thêm môn giáo dục công dân. Cái mới thứ ba là chuyển môn thi thành bài thi. Theo đó thì thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học thì thi 3 môn độc lập: môn toán, môn ngoại ngữ và môn ngữ văn. Ngoài ra thì thí sinh chọn một trong 2 bài thi tổ hợp thuộc các môn khoa học tự nhiên và môn khoa học xã hội. Thì thí sinh có thể đồng thời chọn cả 2 bài thi tổ hợp đó. Thì bài thi nào mà cao điểm hơn thì dùng để xét tốt nghiệp trung học phổ thông và lấy cái kết quả để xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Còn thí sinh mà chỉ dự thi để tuyển sinh vào các trường đại học thì thi các môn tổ hợp theo các trường đại học xét tuyển. Cái mới thứ tư là trong vòng thi thì mỗi thí sinh còn mã đề riêng biệt và mỗi thí sinh có một số mẫu danh duy nhất, có một số mật mã và một tài khoản riêng. Cái mới thứ năm thì như ta đã biết, kỳ thi năm nay diễn ra so với 2 năm trước là sớm hơn. Và thay vì các môn trước là 8 môn trong 4 ngày, năm nay là 5 bài thi trong 2 ngày rưỡi. Về công tác xét tuyển vào đại học và cao đẳng sư phạm thì năm nay có 5 cái mới cần lưu ý. Cái mới thứ nhất là học sinh nạp nguyện vọng xét tuyển cùng với nạp cái hồ sơ đăng ký dự thi. Hai nữa là mỗi thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên. Cái thứ ba là học sinh có thể điều chỉnh cái nguyện vọng một lần cuối cùng khi có kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Cái thứ tư đó là các trường đại học sẽ tuyển sinh vào trường theo nhiều tổ hợp các bài thi môn thi mới khác với môn thi truyền thống. Nhưng năm nay thì Bộ vẫn dành ít nhất là 25% chỉ tiêu theo cái khối thi truyền thống. Và cái mới thứ năm là các trường được tuyển sinh nhiều đợt trong năm. Do đó là cái thí sinh cần lưu ý là phải nhập xác nhận cái số liệu trong cái quá trình tuyển sinh. Nếu mà thí sinh không xác nhận thì có những thí sinh từ chối nguyện vọng và các trường đại học có thể thay thế bởi thí sinh khác. Vậy thì theo như chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì năm nay mỗi tỉnh như vậy tổ chức một cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Với Nghệ An thì là cái việc này sẽ dự báo sẽ có những khó khăn gì? Năm nay đó là cái năm đầu tiên Bộ giao cho Sở thực hiện kỳ thi là 2 trong 1. Do đó phải nói là có rất nhiều áp lực. Vì vậy Sở đã có những giải pháp rất là tích cực. Cái thứ nhất là cái tổ chức học tập quy chế thi và tuyển sinh năm nay.
rồi thì làm tốt công tác thông tin truyền thông và tổ chức ôn tập, hoàn thành chương trình đánh giá xếp loại học sinh, làm một số thi để chuẩn bị cho kỳ thi và tổ chức kiểm tra chẻ hồ sơ. Rồi thì đổi mới cách dạy, cách học, cách đánh giá học sinh theo cái cấu trúc đề thi mới. Rồi thì tham mưu với tỉnh để cái thành lập các ban chỉ đạo thi tỉnh và huyện và xây dựng cái phương án thành lập các điểm thi. Theo đó thì ta là 108 cái đơn vị có học sinh đăng ký dự thi. Chúng tôi chia thành 34 liên trường và 61 điểm thi để phối hợp với 5 trường đại học và 1 trường cao đẳng cùng tổ chức là thực hiện kỳ thi nghiêm túc. Theo cái quy chế công tác tuyển sinh năm nay thì học sinh có thể đăng ký trước nguyện vọng vào các trường đại học cao đẳng sư phạm. Vậy điều đó có thuận lợi gì trong công tác phân luồng cho học sinh ngay từ thời điểm trước kỳ thi? Năm nay thì học sinh được đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng cùng một lần với kỳ làm hồ sơ thi. Và năm nay cái thực hiện là năm đầu tiên ta thực hiện cái luật giáo dục nghề nghiệp. Theo đó thì chuyển các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp về cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội quản lý, chỉ trừ trường cao đẳng sư phạm. Năm nay thì những học sinh mà phân luồng không có nguyện vọng vào các trường đại học và cao đẳng sư phạm thì nó thể hiện một cách rạch ròi dứt khoát hơn. Và theo đó thì tỉnh ta là hiện nay vẫn có là gần 37% số học sinh lớp 12 học ở các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên không có nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Chứ mỗi năm thì cái tỷ lệ này cao hơn, nhưng mà các trường đại học có thể là tuyển sinh những cái học sinh là không có nguyện vọng vào đại học sau đó vẫn vào. Cho năm nay thì kỳ phân luồng một cách là rạch ròi dứt khoát hơn. Vâng, có thể nói những cái chia sẻ trên đây của nhà giáo ưu tú tiến sĩ Thái Huy Vinh đã khép lại chương trình hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.